Em chào anh ạ. Vâng, chào anh. Trước tiên em xuống ghi hình của anh. Vâng. Thì anh có thể cho em biết về họ tên, địa chỉ, quê quán, anh đang ở đâu? Họ tên của em là Mai Văn Hoàn, địa chỉ xóm 4, xã Xuân Tiến, huyện Trường, tỉnh Nam Định. Vâng. Anh kể em biết đôi lời, có chừng ngày trước bệnh tật anh làm sao và anh đau đớn như nào? Đầu tiên thì tôi thấy nó đau lưng. Tôi cũng có đi chụp phim nhưng nó không chuẩn, người ta vẫn cứ uống thuốc nó vẫn cứ đau, tôi đi chụp cộng hưởng từ trên Hà Nội. Thế ta đọc tôi là bị thoát vị đĩa đệm từ 1 cho đến L5. Đó là N1, N2, N3, N4, N5. Anh tâm sự và kể tỉ mỉ cái chứng đau của anh ngày trước như nào? Đau trước thì nó cứ đau, đầu tiên thì đau vừa vừa nhưng sau nó đau như là không cúi mà đi, nó cứ co một, nó co chân lên. Dạ vâng. Không bê được cái gì lặng. Dạ vâng. Tên. Anh đau như vậy kéo dài bao nhiêu thời gian? Thời gian đau thì nói chung là cũng từ lúc bắt đầu ấy cho đến ấy nó phải tầm 1 năm. Dạ vâng. Sau khi anh đau nhiều như vậy thì anh có đi điều trị ở những đâu không? Nói chung cũng điều trị rất là nhiều nơi. Nó cứ một thời gian nó lại tái phát. Nhưng nghe được trên đài trên trung đời chống thì tìm đến chỗ nhà thuốc của anh. Tôi cũng có lên. Sau khi anh về nhà thuốc cùng em thì anh được nhà thuốc điều trị những pháp như nào, anh còn nhớ không? Nói lên thì cũng có bán thuốc đắp và thuốc uống. Dạ vâng. Thời gian 3 tháng, tôi thấy đến nay là 2 năm rồi. Dạ vâng. Sức khỏe bình thường, đi lại tốt. Anh lấy thuốc nhà thuốc là tổng là 3 tháng anh ổn đúng không? Vâng. Thì mới điều lúc đầu điều trị ấy, bệnh tình của anh có đau lên hay không giảm luôn? Nói chung là nó giảm dần, khoảng độ dán đắp hôm nay thì khoảng 3 ngày sau là nhẹ, thấy nhẹ luôn đấy. Vâng, không lên mà giảm luôn. Vâng. Sau khi anh điều trị tổng là mấy tháng anh còn nhớ không? Nếu tổng chắc chắn là chỉ có 3 tháng thôi. 3 tháng. Vâng. Và từ đó anh ổn được bao thời gian rồi? Bây giờ là hơn 2 năm. Rồi. Anh thì kể cho em sâu và rõ về cái triệu chứng đau nặng nhất của anh nhỉ? Nặng nhất là đầu tiên là đi là nó cứ co chân mà đi không thẳng lên được, cứ đi khoảng độ đi khoảng 10 mét là phải dừng. Phải ngồi, lại đứng lại đi. Đấy. Đấy thời điểm đau nhất. Nó kéo dài diễn biến còn lâu không? Nói chung là mất khoảng độ 1 tháng. Lúc đó thì cái tư tưởng anh có thấy hoang mang nhiều không? Nói chung là cũng bình tĩnh để đi tìm các nhà thuốc để chữa thôi chứ. Dạ vâng. Anh đi nhà thuốc chúng em thì được nhà thuốc đắp thuốc và uống thuốc. Bệnh tình mới đầu nó giảm luôn. Dạ, vâng. Ngày thứ 3 là thế nhỉ? Dạ vâng. Trước đó thì anh điều trị rất nhiều nhà thuốc. Vâng, trước là tôi cũng chữa ở địa phương nhiều nơi, cũng là lên cả Hà Nội mua thuốc và uống, nó chỉ còn gần như hình thức giảm đau, dạ, vâng. Không có cái hình thức lâu. Dạ, vâng. Tôi lên chỗ anh là đấy, bán thuốc đắp và thuốc nam thì uống thì... Trong suốt hơn 2 năm qua anh còn đau đớn không? Không, từ cái đợt đấy thì là nó chấm dứt. Thế dạ. Là chỉ còn ví dụ như trái gió giờ thì chỉ là tê tí thôi. Dạ vâng. Còn trước đi là cứ 10 mét hoặc là 20 mét là phải ngồi. Dạ vâng. Ngày trước anh đau nặng mà anh không đi lại được. Không đi được, nói chung là không đi được. Vâng. Đi nó độc trong nó co rút chân lên. Vâng. Anh đau và biểu hiện cơn đau của anh nặng nhất ở trên bên nào? Nặng nhất là từng thời nó đợt đấy là nó co chân bên phải thì đúng này. Dạ vâng. Không phải. Có cái biểu hiện tê ấy bút thì không? Tê tớt thì tê bút luôn từ cả hông này. Dạ vâng. Lúc đó thì anh đau nặng không đi lại được thì mọi sinh hoạt là nói chung là có người trợ giúp không? Nói chung là mình cứ mấy cái tháng đấy là mình nói chung mình vẫn bám mình theo đấy thì mình vẫn đi được. Còn vịt được. Còn quả tự nhiên nó đau, quả đau nhất là không xoay người ở bên nào đúng không? Dạ vâng, cứng luôn. Cứng luôn. Vâng. Lúc đó đi cứng thì anh đi kiểm tra bệnh thoát vị của anh nặng như vậy thì viện không chỉ định mổ hay là thế nào? Nói chung là đầu tiên thì họ chỉ yêu cầu chụp. Thế chụp họ bảo là thoái hóa nhưng mà vì sao tôi bảo không phải thoái hóa, chữa rất là nhiều. Anh hiểu anh chụp ở viện nào chỉ biết là thoái hóa không? Chụp đợt đấy là chụp cũng chụp ở trên phim thường đúng không? Chụp phim thường nhưng vì sau là tôi lại yêu cầu chụp cộng hưởng từ. Vâng, là người ta đọc với theo ra được chuẩn được chụp hẳn mới là bệnh viện đấy là năm từ N1 đến N5 bệnh tình rất nặng. Nếu như sau... ở đấy là tức là bệnh viện đại học y hay là gì thì đúng này. Không nhớ anh chụp ở viện nào. Không nhớ, tức là không nhớ. Lâu rồi đúng không? Vâng. Sau khi anh chụp ở bệnh viện thì anh còn nhớ là bác sĩ có chỉ định mổ không? Người ta có tư vấn là mổ, nhưng mà mổ thì tôi không hỏi luôn, mà là mổ thì chỉ 50 và 50. Dạ vâng. Đấy, mà có thì nếu như nhất trí thì họ mới dám làm, tôi bảo thôi thì về đã. Dạ vâng. Về thì qua tôi gặp, tôi xem trên đấy, tôi thấy cái cơ sở thuốc của anh thì tôi cũng rủ hai anh em đi, rủ ông anh vợ nữa để hai anh em lên đấy. Dạ vâng. Đấy, cách đây 2 năm, hai anh em đi, trước khi tôi đi, tôi cứ đi một đoạn tôi phải ngồi đấy, anh phải đi áp tải đấy.
À có anh lên trả thuốc. Đấy, ông ấy đấy, ông anh lên ông ấy đấy. Đau nhiều đúng không? Sau khi anh điều trị tổng một thời gian là anh khỏi hoàn toàn, trong anh khỏi được 2 năm rồi, hơn 2 năm rồi. Vâng. Thì hiện tại công việc nghề nghiệp anh đang làm nghề gì? Dạ tôi là chung là đại lý cấp 1 hoa tươi. À vâng. Và các loại hoa tươi. Anh khỏi BB bác nhiều không? Nói chung là cứ lên xếp xuống là lên mua xong xếp vào rồi hạ xuống thôi. Dạ, vâng. Cũng phải nó bình thường. Dạ, bình không đau đớn gì. Vâng. Ngày trước anh chụp ở phim thường là không phát hiện ra bệnh. Vâng. Và sau khi anh lên bệnh viện Hà Nội anh mới biết là mình bị thoát vị như thế. Vâng, vâng. Nặng N1 đến N5. Vâng. Và chỉ định nhập viện là có chỉ định mổ đúng không? Dạ, vâng. Và cái nguyên nhân gì mà anh không muốn mổ? Nguyên nhân này họ nói là 50-50 mà tỷ lệ thì là tôi khiếp. Dạ. À, tôi không mổ thôi. Dạ, vâng. Dạ, tốt được. Dạ. Anh có cảm nhận là thuốc em điều trị bệnh cho anh có hiệu quả không? À, chắc chắn là tôi nghĩ là hiệu quả rồi, vì là tôi thấy nó ổn định rồi là hiệu quả thôi. Dạ, vâng. Hôm nay thì em xuống là bệnh của anh đây. Và anh phỏng vấn một bác ở xá bên thì mới biết là được anh mách bác ấy khỏi bệnh. Thế nên mà tìm đến tận nhà anh để anh xin lại thương hiệu hình ảnh phỏng vấn anh. Thì rất mừng là anh đang bị nặng và anh đang khỏi được hơn 2 năm rồi. Và hiện tại anh còn đau đớn và nít mỏi gì được không? Nói chung là như bây giờ thì nó cảm thấy bình thường thôi, bình thường. Không có gì. Vâng. Đứng lên cú xuống bình thường. Thoải mái rồi, đi lại thoải mái. Dạ vâng. Ngày mà anh bị nặng nhất là anh không đi lại được. Nói chung là quả đầu là phần và bám lan can, đi vệ sinh các thứ là phải bám lan can cầu thang. Còn phải bám lan can cầu thang. Nó diễn biến có lâu không anh? Mất được khoảng độ 10 ngày căng. 10 ngày là căng. Lúc đó thì anh cảm thấy có mệt mỏi không? Nói chung là nó cực khó chịu. Mình đang đi lại bình thường tự nhiên nó phát hiện ra cái là nó tự nhiên nó tê, nhưng mà nó co chân không lên. Dạ, nó rút, nó đau đúng không? Có những hôm mà không nghe người bên nào được. Dạ vâng. Thế mai con em về Nam Định phỏng vấn hình ảnh một số người. Dạ. Đã biết thêm được anh là đã khỏi bệnh thuốc được hơn 2 năm rồi. Dạ. À, anh mắc được rất nhiều người. Dạ. Thì mặc dù là anh công việc ngày Tết anh rất là bận thì em anh đã bớt chút thời gian để cho em ghi hình. Thì thay mặt là thuốc thì em cảm ơn anh và chúc anh và đại gia đình sang năm mới luôn mạnh khỏe, và anh phải kiên trì. Anh có thể anh làm việc nhưng mà anh kiên trì bu xả cho em nhé. Dạ, vâng. Và chúc anh năm mới này gia đình luôn mạnh khỏe, anh làm ăn phát tài, các cháu chăm ngoan học giỏi. Vâng. Vâng, em chào anh ạ. Vâng, chào anh.